Chào các bạn, trong video trước tôi đã chia sẻ với các bạn là tôi đã tư vấn động thổ online cho một bạn trên một cái mảnh đất rất là rộng. Có nghĩa là tôi đã tư vấn ngày giờ rồi thì vị trí động thổ tại chỗ nào, vị trí ngày giờ ra làm sao, cũng như là cần chuẩn bị những cái gì và cái bài văn khấn ra làm sao, quy trình như thế nào. Thì sau khi mà động thổ xong ấy, thì bạn có nhờ tôi tư vấn thêm về bố trí phong thủy cho cái ngôi nhà bạn đang dự định xây. Nhà bạn này thì diện tích đất rất là rộng. Đấy, và bạn dự kiến là xây nhà một tầng thôi. Theo tôi được biết thì đây là gần như kiểu nhà mái Thái. Đấy, một sàn thôi, vì diện tích rất là rộng mà, không nhất thiết là phải lên 2 hoặc 3 sàn. Đó, thì cái việc mà bố trí phong thủy cho một cái căn nhà nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì bạn hình dung đơn giản như này. Ví dụ như là sau khi mà xác định được cái vị trí tọa và hướng của cái ngôi nhà đó thì sẽ chia cung ra. Tôi lấy ví dụ như là có 8 cung xung quanh và một cung ở giữa, người ta hay gọi là trung cung, đúng không ạ? Là 9 cung. Tôi lấy ví dụ sẽ có 4 cung tốt này, 5 cung xấu. Đấy, trong cái việc mà xác định cung tốt, nó sẽ có những cung là nó sẽ tốt cho về mặt nhân đinh. Đấy, ví dụ như là sức khỏe của thành viên trong gia đình ở trong căn nhà đó. Có những cung nó sẽ tốt cho cái việc về tài lộc, có nghĩa là cái việc về tiền bạc này, về kinh tế này. Đấy. Ngoài ra thì cũng có những cung nó sẽ là những cung xấu thì là chúng ta cần phải biết để mà bố trí, ví dụ như là bố trí nhà vệ sinh hoặc là bố trí bể phốt. Đấy, nhưng còn cung tốt thì ta bố trí ban thờ, bố trí phòng ngủ, bố trí bàn làm việc. Đấy. Và tuy nhiên là trên thực tế thì cái việc mà bố trí đúng cung như vậy thì nhiều khi là không phải nhà nào cũng thuận, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta làm nên một căn nhà thì chúng ta ưu tiên cái vấn đề hàng đầu, đó là ưu tiên về cái công năng sử dụng. Tức là khi vào một căn nhà thì chúng ta phải sử dụng làm sao cho nó thuận tiện nhất, đúng không ạ? Chứ không phải là bố trí 100% được theo phong thủy. Đấy, có nghĩa là khi mà trong cái trường hợp nhé, tôi nói là trong cái trường hợp mà chúng ta không bố trí được đúng các vị trí cung đó thì cũng không quá là phải quan ngại về vấn đề này. Có thể đặt những cái vị trí vật phẩm có chứa năng lượng để chúng ta hóa giải những vị trí mà không bố trí được đúng cung. Đấy, ví dụ như là chỗ này này là cung xấu thì chúng ta sẽ đặt vật phẩm để tiết chế bớt cái xấu đó đi. Đấy, thì nó cũng không sao cả. Đấy, vì vậy mà cái việc bố trí các cái phòng ốc ở trong một căn nhà nó cũng rất là quan trọng. Nếu như chúng ta biết chúng ta bố trí được vào đúng vị trí đúng cung thì là tốt. Còn nếu như không bố trí được mà chúng ta bố trí bị lệch cung tại một vài cái vị trí thì chúng ta có thể sử dụng vật phẩm phong thủy để mà tiết chế, để mà hóa giải bớt nó đi thì cũng không có vấn đề gì cả. Đấy, nhân tiện có bạn là đặt tư vấn về cái bố cục ở trong căn nhà của bạn thì tôi làm video để chia sẻ với các bạn về cái tầm quan trọng của cái việc bố trí trong một cái căn nhà, nó rất là quan trọng. Và cảm ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi video trong ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.